Chiều qua vào khoảng 19 giờ ngày 22 tháng 4 năm 2020, một cơn lốc xoáy đã đi qua địa bàn xã Quang Kim, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai, làm đổ hai nhà lưới, một nhà trồng dưa lưới và một nhà trồng cây nho, cùng với rất nhiều rau màu của người dân bị đổ sập hoàn toàn và nhiều nhà dân bị lốc làm cho lật mái. Hiện tại thì người dân đang khắc phục để ổn định cuộc sống và ổn định sản xuất. Sau đây là một số hình ảnh mà cơn lốc xoáy đã tàn phá. You